Này, này. Oh, nó bay nè, nó bay nè, nó bay ra. Nè cả nhà. Dính 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 vô. Rồi sau đó mình đẩy cái này lên cả nhà. Ngày mới Thanh xin chào tất cả mọi người nha. Thanh nghe đồn là gắn mối hấp xả trong trái dưa hấu rất là ngon nha cả nhà. Bữa nay Thanh quyết định thực hành thử xem thật hư đến như thế nào cả nhà ha. Thì hôm nay thì Thanh đi bắt con gắn mối, thì Thanh sẽ đi câu. Thanh câu câu như thế nào thì cả nhà mình cùng theo dõi, để hôm nay Thanh làm một món ăn là gắn mối hấp xả trong trái dưa hấu. Lúc nãy giờ thì cũng đi kiếm vòng vòng cả nhà. Đi kiếm nãy giờ thì phát hiện mới con Thanh cũng mới vừa câu xong ha. Bây giờ Thanh quay lại cho cả nhà xem để Thanh sẽ tiếp tục đi đi câu nữa cả nhà. Nè, hôm nay Thanh câu với mồi dế nè, Thanh xỏ vô con dây vậy nè cả nhà, mình không cần lưỡi nha cả nhà. Đó, xỏ vô con dây vậy nè. Mình dụ nó thôi. Câu gì thì nó đỡ hao mồi hơn câu lưỡi cả nhà. Tại vì câu lưỡi thì nó cắn mình giật á, nó sẽ bị gớt cái con dế mất cả nhà. Con này mình dụ nó đu lên đây rồi mình bỏ nó vô xô thôi ha. Đây, đây là mình được một con nè cả nhà. Đó, một con này. Nhưng cái xô này thì cũng hơi nhỏ cả nhà, có thể nó nhảy ra. Mình ra Thanh chuẩn bị một cái bao này. Đó, để bỏ vô đây ha. Đó, một con này. Thanh có đem theo một mớ dế vài mấy con nữa, để làm khi nó có hết mồi thì mình thay ha. Rồi, vậy mình tiếp tục mình đi câu cả nhà. Nè, Thanh sẽ đi nguyên một cái kênh sáng này, chắc khoảng cỡ 40 mét đó cả nhà, con kênh này để tới đó. Mình kiếm thử, nếu không có nhiều thì mình đi qua bên cái kênh bên đó luôn cả nhà. Đó, kênh bên đó là cái con ruộng người ta, kênh thủy lợi á, để kiếm vòng vòng khu này trước đây này, mát mát này nè thì nó nhiều hơn á. Tới chỗ này Thanh cũng phát hiện được con nè cả nhà, Thanh đang dụ nó nè cả nhà. Nhìn thấy cái cục mồi của Thanh nhấp nhấp không? Con gắn đang nằm đây nè. Đó. Đó, Thanh cho nè, nó lại đây được mình dễ bắt cái này. Đây nè cả nhà, chỗ đó lá nhiều quá. Nè, dính này cả nhà. Nó lại cái xô nè. Nó cả nhà thấy không? Nó đu nè. Chết rồi nè. Nó không, nó khôn quá cả nhà ơi. Vô lụm lại được một con nữa nè cả nhà. Con nữa là mình được hai con rồi ha. Thanh tiếp tục bỏ cho cái bao nè cả nhà. Bắt được con mình bỏ đây mình cột đây rồi, giờ mình tiếp tục bắt thêm con nữa ha, rồi đi tiếp tục nữa cả nhà. Thanh cũng mới phát hiện đây thêm con nữa cả nhà. Con này cũng hơi bự như thế này. Con này bự nè. Đó, cái nhìn thấy dạng lắm á. Ai hôm nay nó dạng quá trời cả nhà. Cho nó vô nè. Xíu.
vô. Lại tiếp tục một con nữa nha cả nhà. Để Thanh bỏ nó vô trong cái bao. Đây, Thanh lại có phát hiện thêm con nữa cả nhà. Con lúc mà bự bự không, mập mập không cả nhà. Này nhìn. Oh, nó bay nè, nó bay nè, nó bay ra. Nè cả nhà. Dính dính dính. Vô. Ờ nó dạng rồi. Cái nhà coi nè, nó lên cái xô cả luôn. Này. Vô xô. Vô xô. Chạy đâu. Mà tiếp tục đi tìm nữa cả nhà. Trời ngày hôm qua nó có mưa lâm gâm cái này. Ở đây có đám mưa thành ra là mất mát nè. Hôm nay thì nó gắn mối nó ra ăn nhiều nên nó dạng lắm đó nè. Thấy là bắt được, thấy là bắt được. Nó bay như phim nhé. Thường thường thì núp trong mấy cái lá chuối vậy nè cả nhà. Để nó ăn ăn mồi á. Mình đi về thấy nó gặp mình chạy sụt sạc mà mình phát hiện được nó. Thấy mồi là súng lại nó ăn liền cả nhà. Để Thanh đi tìm gặp nó, Thanh quay lại cái nhà xem cho cả nhà mình xem ha. Phát hiện được con nằm ở gần chỗ cái lưu chuối, lá chuối vàng vàng, cả nhà thấy không? À, cái lá chuối vàng vàng. Cái địa điểm này thì hơi khó câu quá nha, do nó hẹp. Để Thanh dụ nó ra ngoài trống quay cho cả nhà dễ thấy ha. Đó, nó thấy mồi á, thấy mồi. Đó. Đó, nó đu rồi kìa, nó dạng đó 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 đó, nó bay trời ơi, gặp mồi nó mê nè, cái này nè, đó dính nè, dính nè, vô ủa vậy mà nó còn không buông nữa nè, một con nữa chạy đi đâu. Đèn con này quá trời mập quá nè, bự bự còn chậm nữa. Thanh đổi qua bên cái bao này cầm cho nó dễ cả nhà. Nãy thì cái bao kia bự, Thanh đi đổi ra cái bao nhỏ nhỏ này để mình cầm mình đi trên đường cho nó gọn ha. Nãy Thanh bắt còn bỏ vô bao á, nó đu theo tay Thanh, nó chạy hết hai con rồi nè, chứ này chụp chứ khoát luôn. Đó, vậy nè, rồi bỏ vô bao. Tiếp tục thấy con trong gốc chuối nữa cả nhà. Con này hơi nhỏ. Nó cả nhà nhìn thấy không? Nó đứng đây nè, nó mấy chân cục mồi nè cả nhà. Con này hơi nhát cả nhà. Nhát cũng dính. Đã quá. Tiếp tục con nữa cả nhà. Con này là con thứ 5 rồi nha cả nhà. Để Thanh bỏ vô bao và tiếp tục đi nữa cả nhà. Tới đây Thanh cũng phát hiện được con nữa cả nhà. Con này nó hung dữ rồi nha. Okay. Vô xô. Càng hung dữ là càng chết. Càng không giữ là càng chết nha cả nhà. Đó, lụm bỏ như bao thôi. Đây, Thanh lại tiếp tục phát hiện một con mự nữa cả nhà. Con này không giữ nó bay rồi, cả nhà thấy nó bay. Đó. Nó bay như phim vậy. Rồi nó ngậm ăn hết cái cổ Thanh luôn rồi. Ui. Vô. Vô cả nhà. Tiếp tục bắt nó để bỏ vào cả nhà.
Rồi, bước vào bá luôn cả nhà. Mập thù lù nữa. Rồi, hiện tại thì mình chắc cũng cả chục con rồi cả nhà. Bây giờ mình đi câu dài dài về là được rồi đó cả nhà. Nãy thì mình đi cũng hơi xa rồi đó. Từ đây cái chòi mình túc bên kia kìa, đi vòng theo cái bờ kinh tới đây. Bây giờ mình quay ngược cái về. Được bao nhiêu thì mình làm món ăn bao nhiêu đó cả nhà ha. Rồi, đi dài về. Tới đâu thì thấy mình tiếp tục câu nữa nha cả nhà. Lúc này trời cũng hơi nắng nè. Mình mới phát hiện được con cũng bự rồi. Còn cả nhà thấy ô, không giữ à. Ô. Quá không giữ. Nó bậy. Ôi. Nó ngậm hết con. Vô. Lại tiếp tục con nữa cả nhà. Cũng hơi nặng nặng này đó. Để mình bỏ vô bao rồi tiếp tục nữa cả nhà. Trời thì chuẩn bị chuyển mưa nè cả nhà. Đen kịt hết trơn nè. Bầu trời cũng bắt đầu tối xuống rồi. Đây thì mình câu dài về không biết có kịp mưa không nữa cả nhà. Thôi để anh tiếp tục đi nha. Đây gì đó chắc cũng khoảng còn có 500 mét nữa mình tới rồi cả nhà. Rồi thôi lên đường thôi. Hấp dẫn quá cả nhà. Lại thấy con nó hung dữ cái nè. Cả nhà nhìn nó bay nè. Nó bay như phim vậy. Đã. Bay hả cu? Bay hả? Bay con nữa rồi. Hộp đất này mắc mát này nó ra nhiều cả nhà. Mới đi có mấy bước là lại gặp con nữa nè. Tiếp tục nữa cả nhà. Trời thì tỉnh nó mưa nhưng mà không có mưa cả nhà. Mà nó nắng hơn nhiều hơn nữa. Thì Thanh cũng câu xong rồi. Thanh nãy giờ Thanh đã mằng xong mấy con rắn mối rồi cả nhà. Đây Thanh cho cả nhà xem cái thành quả hôm nay ha. Đây. Hiện tại đây mình có để lại có mười mấy con thôi cả nhà. Rồi nãy thì nó câu cũng cỡ hơn 20 con rồi. Nhưng mà Thanh thấy mình ăn mình ên cũng không có hết á. Thanh thả hết mớ rồi cả nhà. Mình chỉ để mình đủ ăn thôi ha. Thì sớm lúc Thanh đi Thanh cũng có chuẩn bị cho Thanh một cái trái dưa hấu này cả nhà. Đây trái dưa hấu. Hấu này cũng trọng, dưa hấu này cỡ hơn 2 kg rồi cả nhà. Đây không biết nó cái ruột nó có đỏ không nè. Sáng thì chạy đi chỗ dựa người ta bán á, mình chia người ta lại ăn trái nè cả nhà. Thì bây giờ thì mình bổ cái trái dưa này ra ha. Mình sẽ dạt cái mặt này cả nhà để mình lấy cái ruột ra ha. Rồi xong lúc đó mình cắt xả mình bỏ vô với gắn bỏ vô rồi mình bắt lên mình nấu nêm nếm rồi mình ăn thôi. Thử xem cái món ăn này thì nó có ngon không nha cả nhà ha. Thôi bắt đầu mình bắt tay mình làm thôi cả nhà. Không biết nó có đỏ không à. Thử cái cả nhà. Giờ mình sẽ kiểu nào để mình cho nó dễ đây. Cái vậy nè cả nhà ha. Wow. Wow. Đỏ như máu luôn. Wow, quá đã cả nhà. Đỏ ào luôn nè. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ móc cái ruột nó ra cả nhà. Ồ, trời chưa nắng, ăn này cái ngon lắm. Ngon cả nhà. Đang khát nước nữa. Trời nắng quá. Đúng là không bỏ phí được cái gì hết cả nhà. Cuộc thì mình ăn. Cái vỏ thì mình để mình làm cái nồi mình nấu. Ăn miếng thôi.
tập trung làm cái nha, để trời mà chuyển mưa lại cái là mưa liền, làm chạy không kịp. Giờ mình múc mình bỏ ra cái này ha, dạ, mình để dành ăn với nhà. Hy vọng là làm rác đừng bể trái dưa hấu, chỉ còn trái một à, như là muốn bể rồi nè. Chuối này thì nó chuối non nha, sạch thẻ lắm cái này, lát mình ăn luôn cũng được. Bỏ đây một tí mình khắc nước mình ăn cả nhà, ăn dưa hấu luôn ha. Móc cái vỏ cho càng mỏng xíu thì đồ ăn mình cần mau chín chứ cả nhà. Rồi mình chỉ lấy ra như thôi, còn trong này mình nạo mình dầm ở luôn. Mình lấy luôn cái nước của dưa hấu của mình làm luôn cả nhà. Trái dưa hấu nè, còn nước này có nước luôn rồi nha. Đó, bây giờ mình để đây đi, dẹp cái dưa hấu mình làm xong con bên cho nó sạch tí mình ăn cả nha. À, tiếp đến thì mình dùng xả nha. Bây giờ mình có thằng mới xả, miếng xả dưới này trước, xả này thì mình cũng có rửa rồi.
thấy ngon nha. Rồi tiếp tục mình bỏ sả này lên, cắt cho miếng cho nó rảnh nước. Sau đó mình đẩy cái này lên cái này, coi đi vô khớp đó. Vậy là ok hả cả nhà ha. Đoạn xong rồi mình chuẩn bị đào cái lò để mình nướng nó thôi. Thank you.
thì thời gian chờ đợi dưa hấu chín đó cái này chín mà gắn hầm thì mình ăn dưa cho đỡ khác nữa cái này, tại vì mình hầm bằng cái này chắc khoảng cỡ nửa tiếng á cái này thì mới chín được á. Mời cả hạ nhà ăn dưa hấu ha. Hơi nóng quá cả nhà. Đây, thời gian chờ đợi thì dầm ớt cả nhà, dầm muối ớt. Chứ Thanh có bẻ một mớ trái tắc ở nhà đem theo nè cái này. Cái dừa nãy mình chẻ mạnh tay quá cả nhà, dao nó cũng không được bén, thành ra nó bị bể, giờ nó chảy nước luôn cả nhà, bị chảy nước rồi. Thanh không biết nó chín chưa nha cả nhà, nhưng mà nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi đó cả nhà, Thanh thấy nó chảy nước hết ở dưới này, nước nó chảy ở dưới này nè cả nhà, không biết nó bị cái gì nó chảy nước đó. Thử. Wow, chắc là chín rồi cả nhà, nhưng mà nóng quá không biết sao mình đem xuống mình ăn. Chắc Thanh sẽ ăn luôn trên này rồi cả nhà, ăn trên bếp luôn nghe cả nhà, mình không bưng xuống được đâu. Thôi bây giờ mình dọn ở đây mình ăn luôn ha. Đây. Đó, ngon chưa? Quá trời ngon cả nhà. Ôi còn nước nha. Thì nó cũng chín rồi nè cả nhà. Mềm hết rồi. Chín hết rồi. Giờ mình ăn được cả nhà.
chín rồi cả nhà. Thanh mời cả nhà mình cùng ăn ha, để thêm thưởng thức miếng gà nó ngon qua nha cả nhà. Thử miếng nước cái này. Ngọt quá. Ồ, gã chân ngon quá cái này. Ngon. Cái gì nó ngọt ngọt, nó ngọt mà nó thơm cái mùi dưa hấu, mà cái nước nó ngọt lắm cả nhà. Nãy tại Thanh cũng có bỏ thêm tí muối với tí bột ngọt đường. Ngon quá, xả cũng chín luôn. Lần đầu tiên Thanh mới ăn món này ở đây. Ngon. Ớt cay cay, có gì chua, thịt này nó ngọt, gặp nước ngọt lắm, ngon. Xả mình bỏ vô vậy á, nó ra luôn nước ngọt nè, rồi dưa hấu mình có nước ngọt nữa đây, ăn ngon. Này mà thời tiết lạnh ăn kiểu này ngon lắm nha cả nhà. Do giờ tiết nóng ăn nó hơi nóng nè, hồi là ra mồ hôi ướt người á, mà do cái này nóng quá mình không kinh xuống được cả nhà. Cái này nó mềm mà mình khó mình kinh ra nó sẽ bị bể. Nước ngon.
nhiều lắm cả nhà, ăn chắc không hết á. Xanh có lựa con nhỏ nhỏ mà thả bớt. Với lò gắn mối này mặn cũng khó lắm cái nè, mặn dãy nó khó lắm, nó dính mặn lâu, mười mấy con mà thanh mặn cũng gần cái tiếng một hồi, bù lại thì ăn mới ngon. Ừ, cái xương nó mịn, mình ăn luôn xương ngon kìa. Nắng đây nè, nắng gọi tới đây. Video hôm nay thì cũng dài cả nhà. Thanh xin tạm dừng video tại đây ha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video ngày hôm nay ha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha. Thanh xin hẹn lại cả nhà ở clip sau. Nếu cả nhà thấy clip này hay thì nhớ like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Thanh ha. Nếu cả nhà thấy hay thì Thanh sẽ làm tiếp theo những cái clip nội dung như thế này để cho cả nhà mình cùng xem ha. Thôi chào, tạm biệt. Hẹn cả nhà lại clip sau nhé.